Xin chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến bóng đá Việt Nam có trong ngày hôm nay. Đó chính là câu chuyện kết quả của lễ trao giải bóng đá Việt Nam năm 2023 và chúng ta nhìn thấy được gì sau kết quả này. Bên cạnh đó là những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là mới đây, lễ trao giải quả bóng vàng bóng đá Việt Nam 2023 đã khép lại với các danh hiệu của các cầu thủ như sau. Ở hạng mục bóng đá nữ thì quả bóng đồng nữ Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Bích Thùy của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quả bóng bạc nữ Việt Nam thuộc về tiền đạo Huỳnh Như của câu lạc bộ Lành FC và quả bóng vàng nữ Việt Nam thuộc về thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã có những đóng góp cực kỳ to lớn cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hành trình tại World Cup lịch sử của chúng ta, giải đấu mà chúng ta lần đầu tiên tham dự. Ở hạng mục của môn Futsal thì quả bóng đồng Futsal Việt Nam thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý của câu lạc bộ Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Quả bóng bạc Futsal Việt Nam thuộc về Châu Đoàn Phát của Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Và quả bóng vàng cũng đến từ một đại diện của Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Phạm Đức Hòa. Nói về giải cống hiến trong năm 2023 thì chúng ta đã có hai cái tên của hai cầu thủ cũng đã tuyên bố giải nghệ trong năm 2023. Đó chính là tiền vệ Phạm Thành Lương của bóng đá Nam Việt Nam, cùng với đó là Trần Văn Vũ của đội tuyển Futsal Việt Nam. Và một giải thưởng mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm nhất chắc chắn đó chính là quả bóng vàng nam bóng đá Nam Việt Nam. Như vậy là trong năm 2023, quả bóng đồng nam thuộc về thủ môn Đặng Văn Lâm của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Trong khi đó thì quả bóng bạc thuộc về tiền đạo Phạm Tuấn Hải của câu lạc bộ Hà Nội FC. Quả bóng vàng không ai khác đó chính là Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Sau khi giành được giải thưởng này thì tiền vệ Hoàng Đức rất xúc động và cho biết: "Đây là năm thứ 3 của tôi được tham dự lễ trao giải quả bóng vàng. Đây là thành công trong năm 2023 của cá nhân tôi và là bước đệm cho giai đoạn tiếp theo. Tôi cảm thấy tự hào khi được bố mẹ sinh ra và bố mẹ luôn đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến tất cả các đồng đội của mình. Đặc biệt thì trong lời phát biểu vào tối ngày hôm qua thì chúng tôi đã thấy được là Hoàng Đức đã cảm ơn ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng như là các cầu thủ của câu lạc bộ và các cầu thủ ở trên đội tuyển quốc gia. Và có một điều mà chúng tôi rất để ý là không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà Hoàng Đức đã không cảm ơn ban huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia. Điều này thì cũng không biết là trong lúc quá hồi hộp, cảm xúc dâng trào thì Hoàng Đức đã quên đi việc cảm ơn ban huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia hay không, hay là cầu thủ này đã không hài lòng trong năm 2023 đối với đội ngũ ban huấn luyện của mình." Quay trở lại với giải thưởng danh giá này của tiền vệ Hoàng Đức, cũng đã rất nhiều người ở xem trực tiếp và đã để lại những bình luận. Giải thưởng quả bóng vàng 2023 của Hoàng Đức được xem là một cú tát cực kỳ mạnh vào những lựa chọn, cách dùng người và cách nhìn người của huấn luyện viên trưởng Philippe Doucet, huấn luyện viên đương nhiệm của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Mà vì sao đã có rất nhiều người hâm mộ nói như thế thì quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi phân tích kỹ về điều này. Như quý vị và các bạn đã thấy thì dưới chiêu đài của huấn luyện viên Philippe Doucet, kể từ khi ông thầy người Pháp này trị vì thì các công thần dưới chiêu đài của huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt bị huấn luyện viên này loại ra khỏi những tính toán và những toan tính của mình ở những giải đấu lớn, đặc biệt là tiền vệ Hoàng Đức cũng như là Hùng Dũng, Công Phượng. Hôm nay thì chúng ta sẽ không nói đến trường hợp của Công Phượng hay là Hùng Dũng nữa, mà chúng ta hãy nói về trường hợp của quả bóng vàng Việt Nam 2023 vừa mới được nhận giải. Dưới chiêu đài của huấn luyện viên Philippe Doucet thì Nguyễn Hoàng Đức đã không được ra sân ở những trận đấu được xem là quan trọng, đặc biệt một trong số đó thì chúng ta đã thấy được là ở trận đấu với đội tuyển Philippines tại vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026, cả Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức đã không được ra sân bất cứ một giây phút nào ở trận đấu đó. Mặc dù trận đấu đó đã giành với chiến thắng 2-0 thì ngay lập tức sau khi trận đấu đó khép lại thì đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều của cộng đồng, của những người yêu mến fan hâm mộ bóng đá Việt Nam lâu năm đã chỉ trích cách dùng người của huấn luyện viên trưởng Philippe Doucet. Tại sao không sử dụng một cầu thủ có thể nói là tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, đang có một phong độ cực kỳ chói sáng tại câu lạc bộ Viettel FC, mà lại để cầu thủ này ở trên băng ghế dự bị xuyên suốt 90 phút ở một trận đấu cực kỳ quan trọng, trận đấu mà chúng ta không những muốn thắng mà cần phải muốn thắng đậm để có thể có được một hệ số tốt để cạnh tranh hệ số bàn thắng bại với đối thủ có thể nói là cạnh tranh trực tiếp với chúng ta, đó chính là đội tuyển Indonesia. Nếu như những lượt đấu sau chúng ta hòa Indonesia thì những chỉ số đó cũng cực kỳ quan trọng. Điều đặc biệt là ở trận đấu với đội tuyển Philippines thì huấn luyện viên trưởng người Pháp đã gây bất ngờ khi sử dụng một loạt những cầu thủ trẻ. Ngay cả ở những sự thay đổi người, các cựu binh như là Hoàng Đức, Hùng Dũng hay là Quế Ngọc Hải cũng không được trao cơ hội ra sân. Để lý giải cho quyết định của mình, ở lúc đó thì chiến lược gia người Pháp đã nói: "Với vai trò là huấn luyện viên trưởng, đồng thời phải chịu trách nhiệm về những gì diễn ra trên sân, tôi buộc phải đưa ra những quyết định khác nhau. Tôi phải giải thích cho các bạn hiểu rằng đó là một phần trong công tác huấn luyện. Ngoài khía cạnh con người ra thì điều này còn liên quan đến đấu pháp của cả tập thể, mà chúng tôi là một đội.
sự thành công không đến từ nỗ lực của 11 cá nhân đá chính mà đến từ cả tập thể. Mỗi trận đấu đều có tính chất riêng biệt. Hôm nay có thể đúng, nhưng ngày mai là một câu chuyện khác với đối thủ khác và sẽ có những đấu pháp khác, nên tất cả các bạn cần luôn luôn sẵn sàng để đáp ứng bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của huấn luyện viên. Đó là cả thể những gì mà huấn luyện viên trưởng Philippe Douze đã nói sau khi đã không dùng Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải hay là Hùng Dũng bất cứ một giây phút nào trong trận đấu quan trọng tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026. Chưa dừng lại ở đó thì chúng ta cũng thấy được là sau giải đấu đó thì Hoàng Đức cũng không được trọng dụng nhiều, đặc biệt là ở giải đấu Asian Cup 2023 mới đây nhất thì chúng ta đã thấy được thì tiền vệ Hoàng Đức đã cáo bệnh và không tham gia cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu tại Qatar. Thì sau đó ít ngày thì anh đã cùng với câu lạc bộ thể công Viettel đã có một chiến thắng tưng bừng tại một giải đấu giao hữu. Điều này thực sự là khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan ngại. Tại thời điểm đó thì đã có rất nhiều những thông tin cho rằng Hoàng Đức đã tỏ ra bất mãn với ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên trưởng Philippe Douze. Anh biết mình lên tuyển cũng không được trọng dụng nên quyết định ra bệnh để ở lại với câu lạc bộ để tham dự giải đấu giao hữu của mình. Và ngày hôm nay thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có được giải thưởng danh giá nhất của một đời cầu thủ, đó chính là quả bóng vàng của bóng đá Việt Nam năm 2023. Điều này cũng thực sự lấy làm tiếc khi đây là giai đoạn huy hoàng nhất của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thì lại rơi vào một thời điểm anh không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Philippe Douze. Hay nói theo một cách khác, lối đá của Nguyễn Hoàng Đức không lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên trưởng Philippe Douze và hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của ông thầy người Pháp. Và tất nhiên, nhiều người hâm mộ nói rằng việc Nguyễn Hoàng Đức giành được quả bóng vàng của Việt Nam 2023, tất nhiên về mặt lý thuyết thì Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam trong năm 2023 lại không được trọng dụng. Đây được xem là một cú tát cực kỳ mạnh mẽ vào những toan tính của VFF cũng như là cách nhìn người của huấn luyện viên trưởng Philippe Douze. Và tất nhiên chúng tôi hy vọng rằng sau giải thưởng được công bố vào tối ngày hôm qua, hy vọng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hiện tại Philippe Douze sẽ có những nhìn nhận lại không bảo thủ nữa và thay vào đó là những cố vấn đến từ ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sẽ tham mưu rằng huấn luyện viên trưởng Philippe Douze hãy trọng dụng Nguyễn Hoàng Đức và hãy để anh chơi đúng với cái cách mà anh chàng đã thể hiện dưới chiêu đài của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trước đây. Hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ không còn những toan tính để có thể tiến bước trong năm 2024 này. Vậy theo toàn thể quý vị và các bạn thì sao? Top 3 giải thưởng bóng đá nam, bóng đá nữ năm nay đã làm hài lòng quý vị và các bạn hay chưa? Hãy để lại những nhận định, đánh giá của mình ở dưới mục bình luận. Liệu rằng trong năm 2024 này, Hoàng Đức sẽ trở lại trong đội hình của huấn luyện viên trưởng Philippe Douze và chúng ta sẽ trông thấy một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn và có thể dễ dàng hạ Indonesia vào tháng 3 này? Vậy là chúng tôi đã cập nhật đến với quý vị và các bạn những thông tin mới nhất có trong bản tin này. Quý vị hãy để lại những dự đoán cũng như là những nhận định của mình ở dưới mục bình luận. Nhớ lại đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông báo mới nhất từ channel của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!